Anh em lông thủ đang gặp phải vấn đề trơn trượt mồ hôi tay khi chơi cầu thì hãy thử ngay quấn cán Bumi AS007 này nhé. Tương đương Yonex 3i1 nhưng giá chỉ bằng 1/3, với chất liệu cao su non, bám dính tốt, cải thiện vấn đề trơn trượt khi đánh cầu. Liên hệ ngay số điện thoại hoặc Zalo 0965 698 987 để được tư vấn. Thank you.
Mình xem cầu lông nhé. Thank you.
Okay.
trên này nó phải cầm xuống để cho nó đánh đấu. Why not?